Tết này bạn phải đi chơi và chúc Tết nhiều người, vậy mà bạn đang đau đầu với hơi thở có mùi của mình. Cứ tưởng tượng mà xem, đầu năm đi chúc Tết mà hơi thở có mùi nồng nàn thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng bạn đừng lo lắng nha, Đồng Y Thanh Tuấn sẽ giúp bạn tạo ấn tượng với mọi người vào đầu xuân mới như sau. Thứ nhất, tranh thủ uống nước chè. Khi đi chúc Tết, nước chè là lựa chọn khôn ngoan nhất với những người mắc chứng hôi miệng. Nước chè có vị chát, thơm, giúp khoang miệng sạch sẽ, thơm tho, đẩy lùi vi khuẩn và giúp miệng không bị khô. Thứ hai, chọn ăn thực phẩm chống hôi miệng. Ngày Tết, đừng quên sử dụng những loại rau quả giàu chất xơ như cà rốt, cần tây, ớt chuông trong mỗi bữa ăn. Một số thực phẩm sẽ giúp bạn tự tin hơn khi trò chuyện như rau mùi, lá bạc hà, sữa chua. Vì vậy, bất cứ lúc nào có thể, hãy ăn những thực phẩm này nhé. Cam quýt, dưa vàng, dâu và những thực phẩm giàu vitamin C đều tạo ra môi trường không thích hợp cho vi khuẩn phát triển. Bữa ăn nhiều vitamin C cũng quan trọng để phòng bệnh viêm lợi, một nguyên nhân chủ yếu gây ra mùi hôi trong hơi thở. Thứ ba, đuổi stress. Có thể nói Tết là thời gian giải tỏa stress tốt nhất và stress không còn là nhân tố gây nên chứng hôi miệng. Tuy nhiên, bạn cũng nên hết sức lưu ý để stress với cường độ lớn trong thời gian dài, ngoài bị hôi miệng thì bạn có nguy cơ mắc phải các căn bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa nữa. Bởi vậy, nếu không muốn bị chứng hôi miệng biến thăm, bạn hãy nhanh chóng bằng cách này hay cách khác xả stress nhé. Thứ tư, thủ sẵn nước súc miệng thảo dược. Bạn nên mang theo nước súc miệng thảo dược để khi cảm thấy miệng khô có thể sử dụng kịp thời. Sản phẩm thảo dược có ưu điểm sẽ giúp bạn duy trì hơi thở tươi mát cả ngày xuân, cân bằng độ pH trong khoang miệng, loại bỏ các cảm giác rối loạn vị giác như là vị chua, đắng trong miệng, có thể kể đến như là thanh hương plus của Đồng Y Thanh Tuấn. Đặc biệt, sản phẩm này không chứa cồn đâu nhé, không gây hôi miệng trở lại như các sản phẩm ngoài thị trường. Cũng là một cách cải thiện hôi miệng thú vị đúng không nào? Những ngày lễ Tết đang đến gần kề, bên cạnh việc du xuân đón Tết thì giữ gìn sức khỏe cũng quan trọng đấy nhé. Đặc biệt là hơi thở của bạn phải luôn sẵn sàng để gửi trao thật nhiều yêu thương đến mọi người. Nguyên Thảo tin chắc rằng đó chính là điều may mắn và hạnh phúc nhất trong những ngày đầu xuân mới. Và nhân dịp năm mới, Đồng Y Thanh Tuấn cũng kính chúc quý vị an khang thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe. Và nhớ đừng quên theo dõi các thông tin bổ ích trên kênh YouTube của Đồng Y Thanh Tuấn vào những ngày Tết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!